Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Hôm nay mình sẽ làm video về cái con cá heo mũi kiếm này. Đây, chú cá heo mũi kiếm mà mặc cái áo màu đỏ rất là dễ thương luôn. Đây. Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký kênh của mình HNT Channel để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé. Mình làm video mỗi ngày, mong được các bạn ủng hộ mình. Đừng quên like và chia sẻ cho mọi người nha. Đó là động lực để giúp cho mình làm thêm nhiều video hay và mỗi ngày đó. Đây, các bạn thấy không? Chú cá mũi kiếm này có cái kiếm rất là lợi hại. Đây, cái kiếm này nó sẽ bắn được. Đây, mình lủi được con cá nữa rồi nè. Ôi, có cô gái. Có cô gái dễ thương kìa. Cô gái chạy đâu đấy? Ui chà. Mình đâm vào mông cô gái rồi. Coi này, mình bắn nè. Ôi, cô gái bị chết rồi, mất máu nhiều quá nên cô gái bị đánh im rồi. Này, mình bắn lên trời. Ôi, bắn lên. Ôi, có một cô gái nữa kìa. Ôi dạ, mình đâm cô đó chết ngắt luôn rồi. Tên tên. Đây, mình đi xuống biển đây, kiếm chú cá nào mừng coi. Ôi, mình trôi qua cái vùng mỏ băng rồi. Vùng mỏ băng này chắc bắt cực quá. Này toàn là băng không. Tên 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 tên. Ui, mình đâm cái con cua rồi. Bắn chiu. Ui dạ, mấy cục băng này bự quá, đâm không lủng được. Ui, có bốn con cua nè. Một cái ly kem. Ơi, chim cánh cụt nè. Cái ly kem kìa, ăn cái ly kem luôn. Ôi, mình ăn cái ly kem là mình chạy ở đâu là mọi thứ sẽ đóng băng hết. Cái này là anh người nhái không ta? Anh người nhái bị đóng băng rồi. Hết rồi, hết rồi. Ăn ly kem nữa nè. Ăn cái ly kem. Đó, ăn cái ly kem xong là mình chạy tới đâu là mọi thứ sẽ bị đóng băng hết. Đây, mấy con nhái cá nè. Con nhái cá này dữ lắm. Ôi, cái con cá này phải ăn đúng rồi, con cá xanh là viên cương đúng rồi, viên cương xanh ấy. Chiu. Nhân 11 luôn, viên cương xanh bắn cái nhân lên 11 điểm luôn. Chiu. Cái con rùa kìa, con rùa vàng, rùa vàng. Ôi, người nhái mình bắn người nhái coi. Người nhái rồi đây nè. Chiu. Nữa nè. Chiu. Đâm luôn chết queo rồi. Ơi dạ, có một anh chàng nào đang bơi rất là thông dong ở đây. Đây, mình sẽ thử rồi, hít shot. Ui cha, mình đâm anh nói vào bay lên trời luôn. Đây, bay lên trời. Bắn lên. Ghim con cá cái coi, khiến con cá. Ơi, con cá mập con kìa. Đó, cảm thấy không? Lúc đầu mình mới vô, mới xuống biển, mình có chút xíu à. Bây giờ mình bơi cho bá luôn rồi. Ui cha, đâm vô cho bơm rồi. Mũi giáo bắn vô cho bơm sẽ như thế nào nhé. Chiu. Ủa, bể bơm rồi. Mũi giáo đâm vô cho bơm là sẽ bể cho bơm liền. Ây da, một con nhái cá. Ui, nó cắn mình kìa. Cô gái. Cô gái bị đâm rồi, mất máu. Cô ấy đã bị đứng yên. Chiu. Bạn đã chạy vô kịp thời này. Không chạy vô kịp thời là mình đuổi luôn á. Ôi, con cá bự quá. Trời ơi, nó bự mấy lần mình luôn á. Cá bự nè. Còn thấy mình lợi hại ghê chưa? Con cá bự mấy lần mình con lưỡi nó chắc queo luôn á. Chiu. Ôi, có người kìa, có người bị nhốt kìa. Có người bị nhốt kìa. Tên tên, mình ở dưới biển mà mình đâm được máy bay luôn á cả nhà. Hay thiệt chứ. Ui chà. Đứng ở dưới biển mà bắn trên bờ luôn chết. Chiu. Các bạn đó, đứng kế bờ biển mình bắn cái luôn chết. Ê. Trời ơi, cái quả tên lửa nó bự ghê gớm luôn. Bạn thấy không? Con này sướng mẹ nè. Dám bắn mình hả? Mình đâm trái bơm luôn. Mình đâm trái bơm xong rồi mình đi kiếm rồi mình bắn đây. Chiu. Bắn xuyên tường luôn á. Người nhái trong đây đang cầm cái kiếm, đang cầm vũ khí bắn mình.
mình xử người đó không được, để mình đâm trái bơm mới được. Đâm trái bơm mà bắn chéo bành sát. Dính trái bơm nữa nè, coi nè. Chà, đẩy con sứa đó lên trời luôn rồi. Ui dạ. Rồi đi kiếm mấy con sứa mần nữa mới được. Một con nè, đâm thêm con nữa nè. Sao đâm không được ta? Đâm không được hả ta? Đâm không được thì không, mình đi à, mình đi dạo biển à. Cá đuối nè. Ui chà, còn cá đuối nó quấn mình. Cá đuối hả? Cá đuối nè, cá đuối hả? Thấy mình nhỏ xíu cái ăn hiếp mình hả? Mũi tên mình bắn xa quá cả nhà ơi. Bắn một cái là lúc cháy luôn á. Nào để mình lấy cái này mình bắn vô cho bơm đó. Còn bắn cho bơm. Bắn một cái là bắn cho bơm. Rồi, anh chàng này dễ tê tê. Và cuối cùng là gây mê nằm tại chỗ. Cô gái. Ui hụt rồi. Ui, cô gái này dễ tê tê rồi. Tèn tèn. Khi mà tê tê rồi sẽ đóng băng lại, không cử động được nữa do mất máu quá nhiều. Chiu. Này, tới mình lấy anh chàng này đi. Chiu. Anh chàng đã bị dính mũi tên và đi rất là xa luôn rồi. Có nào. Di chuyển. Đâm dính anh chàng này nữa. Ít hụt. Chút xíu nữa là mình bắn banh cái máy bay luôn rồi. Có nào, có cô gái nào ở đây không nhỉ? Ôi, có con chim. Ôi, cái nhà xem kìa, con chim, giống như con chim nó đậu trên cái mũi của mình mà nó chết vậy. Con chim nó đóng băng, nó đậu trên cái mũi mình chiu nữa, dính thêm con nữa. Thật ra không phải đâm vô ngay cái cổ con chim hay cái bụng con chim chứ, tự nhiên đâm vô cái chân con chim mà không, cái con chim mất máu chết. Ơi con cá, thôi ơi con cá nó bự, thôi ơi con cá nó bự, mấy lần mình dùng mà nó vẫn bị chết. Con nhái cá kìa, đừng có cắn đâu nữa mà. Sao mà cắn hoài vậy? Chiu. Cá lưỡi kiếm mà. Cá lưỡi kiếm có cái mũi giống mình nè, thấy không? Quả theo cái mũi cái lá cá lưỡi kiếm rất là nhọn luôn. Rồi. Chui xuống biển. Ôi có anh chàng kìa. Chạy hả? Dính rồi. Đâm dính vô mông rồi. Ủa, cái này là anh chàng hay cô nàng đây? Nhìn kỹ coi nào. Ôi cái này giống anh chàng quá. Chắc là anh chàng rồi đó. Chiu. Ui, chạy theo cái mũi này. Thôi ơi, cái mũi mình nó bắn dính dưới đây luôn. Ghê thiệt chứ. Chiu. Banh cho bơm. Ôi người nhái kìa. Người nhái hả, người nhái. Mình không phải dạng vừa đâu. Mình là dạng bự đó. Nó còn thấy không, cái đường máu mà nó chạy dèo xuống luôn. Nó chạy dài luôn đó. Tèn, lên trời xuống đất, chỗ nào mà đi cũng được hết. Còn người nhái hả? Mình muốn chọc cái người đó, chọc một cái nha. Nó bây giờ bắt đầu màu đỏ sẽ hiện ra, anh đó bắt đầu đứng yên rồi. Rồi anh đó không thể di chuyển được nữa, giờ phải dùng bắn nè. Kiếm gì mình bắn chơi coi. Ghê chưa, mũi kiếm bắn đâu cả là đâm dính đá luôn á. Tăng tăng, ơi người nhái nữa nè. Một hit. Đâm luôn ba con một lượt. Một mũi tên giết ba con nhạn. Chiu. Hit shot. Ôi này nè, có trái bơm này. Trái bơm đâm banh trái bơm luôn á. Nó các bạn thấy không, một mũi tên giết ba con luôn nè. Chà, cái đuôi mình mà đập người ta cũng chết nữa chứ. Lên đây. Họ thấy mình họ sợ kìa. Họ thấy không, họ thấy mình cái họ ôm đầu rồi. Họ mình chui xuống biển. Tèn. Đâm được hai người luôn. Rồi, hai người đó đã không cự quậy được nữa rồi. 3.850 đồng. Còn anh chàng đang con cá nữa. Bắn con cá lên cho anh ta. Ui, quay. Để mình đi kiếm con cá nào mình bắn lên cho. Chết, ui chết. Mình đi kiếm con cá mình bắn mà mình lỡ mình bắn trúng cái mũi tên như anh ta, người ta chết queo luôn rồi. Bắn một phát chăng sao mấy chục mét luôn. Chiu.
bom luôn. Một mũi tên giết ba con người. Rồi, các bạn thấy không? Ba người đóng băng luôn rồi. Một mũi tên giết ba con chim, bốn con. Chiu. Hai con người và một con chim. Lên trời, mình bắn một phát mà bay lên trời luôn rồi. Đây, xuống biển mình quậy tiếp đây. Tèn 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 tèn. Coi cá mũi kiếm quậy đây. Chiu. Chiu, mình cho bơm. Chiu. Một mũi kiếm có thể giết được ba con một lượt. Giết vô. Một con rồi. Thêm con, hai con, thêm một con nữa. Thêm một con nữa. Tại sao vậy, không dính hả? Không, bỏ con đó đi. Đây, đâm con cá này đi. Cá đuối cá. Đây, dính được ba con sớ. Ba con sớ mình cho lên bầu trời ở luôn rồi. Một con cá đuối nè. Coi con cá đuối thứ hai đây. Hít. Ồ, phục rồi. Hít hai con cá đuối. Ôi, cái mũi kiếm giáo này lợi hại quá. Bắn là dính luôn. Chiu. Đó, thằng này chưa. Xem xem cái đường đi con mũi kiếm luôn á, mũi giáo luôn. Tên 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 tên. Con người đâu hết rồi. Ra đây cho tôi cắn cái coi. Mày trốn hết rồi. Mày trốn hết trời. Ê, cá mũi kiếm kìa. Dứt liền. Dứt chiu. Rồi, chạy rồi, đã chạy rồi. Mấy con cá mũi kiếm luôn. Cá mập con. Người nhái này, người nhái cầm theo cái dao nè. Mình lại cho đâm mình. Đó. Chưa kịp đâm là mình dứt chết ngắt hết rồi. Con cá bập bự mấy lần mình luôn. Nhưng không sao, mình có cái mũi kiếm quên cá là chết hết. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Bắn một hit là chết hết luôn á. U mình đâm dính cho bơm luôn á. Cho bơm bự chà bá luôn. Thiệt là lợi hại quá đi. Chiêu chiêu. Chiêu. Các bạn xem video đừng quên like cho mình một cái nha. À, bấm nút share Facebook hay là Google gì đó để ủng hộ mình nhé. Đó là các bạn chỉ tốn vài giây thôi nhưng mà các bạn đang giúp đỡ mình rất là nhiều á, để cho mình có thêm động lực và làm nhiều video hơn. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất nhé. Chiêu. Thấy chưa? Con cá lợi kiếm này rất là lợi hại á. Nó đâm vô đâu là dính vô đó. Ui cha, đâm banh cho bom luôn á. Coi nè, coi mình lưỡi cái nè, lưỡi cô gái này cái coi. Chiêu. Anh chàng này luôn. Chiêu. À, còn cô này nữa. Cô chạy, chạy nè. 2200 đồng nhân. Ôi, các bạn thấy ghê chưa. Mũi giáo này rất là lợi hại luôn á. Trong một ngày. Ui, cá mập. Ui, cá mập điện, mình mới giết được con cá mập điện luôn á. Rồi. Anh chàng này đã cố gắng hết mức, không thể dãy dụa được nữa. Giờ mình nhét con tay xuống biển. Đây. Chiêu chiêu. Nhét con tay xuống biển. Giờ con tay chích quen rồi. Hai con cua. Chiêu. Chiêu. Dính người nhái rồi. Người nhái nè. Người nhái nè. Chiêu. Ôi, dính ba con cá một lượt lượt luôn nè. Đâu rồi, đâu rồi. Con tàu ngầm đâu rồi. Mới thấy nó đây nè. Đi gõ con tàu ngầm đi. Đúng rồi. Nó tiêu rồi ta. Kiếm con tàu ngầm mình xúc nó coi. Con tàu ngầm bự bự thì ghét lắm. Nó chạy mất tiêu rồi. Mình mà thấy nó là mình bắn nó liền luôn á. Tàu ngầm ơi, chú đâu rồi. À đây có cái thằng. Thằng này mình được mấy ngàn. Mấy trăm điểm. Mấy trăm điểm tiền á. Chiêu chiêu chiêu. Ui con cá. Cá xấu. Còn xấu nữa. Cá không phải đẹp chút xíu chứ. Thôi người nhái kìa. Người nhái nè. Chiu. Chiu 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 chiu. Ôi các bạn thấy ghê chừng. Mình bắn mũi tên liên tục luôn nè. Đó các bạn thấy chưa. Đó các bạn thấy ghê chưa. Bắn là mũi tên là bắn liên tục luôn. Một lần bắn chục mũi luôn. Mũi tên mình gầm khắp biển luôn nè. Người nhái hay người nhái. Đó. Thấy chưa? Đông quá đông. Đó, mình ghim cho bơm nữa. Ghim cho bơm bự. Ơ cá điện.
điện mà bị mình bắn trúng rồi, nó rơi từ trên xuống luôn. Một anh chàng bị đâm vô mông rồi. Ui, ui, mình 2, 4, 5 mình đâm được 4 con sứa và 1 trái bom luôn nè cả nhà. Ui, do mình lớn lên rồi, do mình lớn lên rồi mình sẽ đâm được nhiều hơn nè. Đây, để mình thử mình đâm nhiều con hơn xem. Đây, 2 con cá nè, đúng không? 2 con cá mập, một cá mập bự, một cá mập nhỏ. Để mình đi kiếm 3, 4, 5. Ui mình ghim lũng trái bơm rồi nè. Trái bơm bự gấp đôi mình luôn á. Mày thấy ghê chưa? Một trái bơm nổ một cái là chết mấy người luôn. Đây có 2 anh chàng đang, 3 anh chàng luôn chứ, 3 anh chàng đang tập bơi trong đó. Mình làm sửa lên chưa. Mình bắn chết 2 tên này, còn tên nữa sao bắn hộp hoài ta. Hồi sinh hay sao mới còn một người à, thành người đó. Ơi mình dứt ra được người nè. Mình đem trái bom này kiếm chỗ bắn rồi. Đây là trái bom bự rồi nè, lên trời. Mới lên trời cái bể bài trái bom rồi. Tên tên, ui chà, cái kìa, chạy nè. Tên, con mũi kiếm bắn liên tục nè. Tên. Cá quá. Ui cái mũi mình dài lúc cấy luôn rồi cả nhà thấy không? Mũi kiếm mình dài cho mình khủng luôn. Banh chiếc tàu. Ui mình lên level 10 luôn rồi, hèn gì. Mình bự dữ vậy. Lúc nãy mình đâm trái bơm nó nổ mình banh sát. Bây giờ thì đâm trái bơm lúc cấy luôn. Đi dài lên trời chơi nào. Xong. Tên. Đây mình quơ thử rồi. Kiều có ăn người nhái ra được không ta? Ba anh chàng người nhái bị nhốt cũng được. Rồi. Mình lỗi cái 2 anh chết. Ôi, kêu là mình phải lớn hơn mình mới đâm được, mình phá bể được cái thùng này. Năm con cá nhỏ thôi đi ghẹo những cái con người coi. Tiên đâm đít anh này cái coi, chạy đâu vậy. Ôi, đâm đít người kia đâu có đâm chân chim đâu. Hít sợ rồi, cô gái này đã bị đâm rồi. Ôi cái mũi dài chưa, cả nhà thấy cái mũi của mình chưa. Lên trời nè, và đây là mấy con sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, đừng quên nhấn chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha.